Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với các chuyên đề ngữ pháp liên quan đến phần ôn thi môn tiếng Anh, các chuyên đề dành cho các bạn học sinh lớp 9 lên ôn thi với lớp 10. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chuyên đề số 3 về the passive voice, câu bị động. Các bạn học sinh hãy cùng sẵn sàng sách và bút để chúng ta học nhé. Như các bạn đã biết là chúng ta vừa mới học kết thúc bài học của tuần trước. Đó là một cái chuyên đề cũng rất là khó liên quan đến phần câu gián tiếp. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp nối với một chuyên đề tiếp theo. Đó là phần chuyên đề về câu bị động. Câu bị động cũng là một mảng kiến thức ngữ pháp chiếm cái phần tỉ trọng, cái phần điểm rất là lớn trong cái phần đề thi của chúng ta, bên cạnh cái phần câu gián tiếp chúng ta mới học. Như vậy câu bị động, tuy nhiên phần câu bị động nó, cô nghĩ là nó sẽ đơn giản hơn một chút thôi, một chút xíu thôi. Chúng ta sẽ cùng ôn lại với cô và nội dung bài học hôm nay của cô cũng sẽ giới thiệu với các bạn luôn. Content. So what is the content of the lesson today? We have number one, part one, we will make a revision or a review about the passive. Chúng ta sẽ cùng ôn tập phần câu bị động. Number two, I will identify some common mistakes and exercises for improvement. Mình sẽ cùng xem xét những cái phần lỗi cơ bản liên quan đến phần câu bị động và mình sẽ có các dạng bài tập minh họa cho phần này. Cũng như là phần số 3, cô sẽ tổng kết lại những phần kiến thức quan trọng chúng ta cần nhớ trong chuyên đề về câu bị động này nhé. Okay, so let's start the lesson right now with me. Okay, and first one, the first thing, let's have a revision and we come to the passive review. Okay, so I have the picture. Chúng ta sẽ cùng quan sát bức hình sau đây của cô. So this is Matthew and yesterday. So what did Matthew do yesterday? Hôm qua Matthew làm gì? Okay, so what did he do yesterday? We have a sentence, Matthew painted the house yesterday. Matthew đã sơn nhà, đúng không ạ? Sơn nhà ngày hôm qua. Như vậy câu này là câu trả lời cho câu what did he do? Anh ta đã làm gì? Anh ta đã sơn nhà ngày hôm qua. Như vậy đối với câu này chúng ta thấy chủ ngữ là Matthew, động từ là động từ paint và chia quá khứ là painted và tân ngữ là the house. Paint cái gì? Sơn cái gì? Sơn nhà. Và tân ngữ là the house, đúng không ạ? Như vậy câu bị động chúng ta sẽ phải chuyển cho cô như thế nào? Cô sẽ có câu bị động là the house was painted by Matthew yesterday. Ngôi nhà được sơn bởi anh Matthew ngày hôm qua. Đó. Chúng ta cùng quan sát câu bị động. Trong cái phần ví dụ này cô đã bôi động phần màu đỏ là chủ ngữ của câu bị động đã được thay đổi, đúng không ạ? Chúng ta thấy Matthew là chủ ngữ câu chủ động đã được chuyển xuống thành tân ngữ với cụm từ by Matthew và tân ngữ của phần câu chủ động đã được chuyển thành chủ ngữ của câu bị động, tức là phần the house đó. Như vậy mình thấy có sự hoán đổi về tân ngữ và chủ ngữ trong câu chủ động và câu bị động. Và nó có cái sự hoán đổi 100%, đúng không ạ? Tân ngữ sẽ thành chủ ngữ và chủ ngữ sẽ biến đổi thành tân ngữ. Đó, mình sẽ cùng quan sát một số ví dụ tiếp theo sau đây cùng với cô. Cô có một loạt các ví dụ liên quan đến homework. So, my homework is done. Đó là một ví dụ về câu ở thể present simple, hiện tại đơn. Và mình sẽ cùng ghi nhớ cái bảng này, bởi vì cái bảng này nó sẽ theo chúng ta và mình sẽ dùng cái bảng này để làm các cái phần ngữ pháp tiếp theo liên quan đến phần câu bị động. So present simple, hiện tại đơn, chúng ta có I do my homework, tôi làm bài tập. Mình sẽ chuyển thành my homework is done. Đó, mình sẽ cùng quan sát nhé. Present continuous là hiện tại tiếp diễn. I am doing my homework. Mình sẽ chuyển thành my homework is being done. Hay là gì? I did my homework, quá khứ đơn. Mình sẽ chuyển thành my homework was done. Đó, như vậy chúng ta sẽ nhìn lần lượt cái bảng này. Was doing thành was being done. Have done chuyển thành have been done. Had done chuyển thành had been done. Will thành will be done, đúng không ạ? I'm going to thành I'm going to be done. And must do thành must be done. Và should have done thành should have been done. Đó, chúng ta sẽ cùng nhớ và có thể dùng những cái phần này để làm tốt trong phần bài tập. Như vậy, ngoài cái phần quan sát ví dụ, chúng ta sẽ cùng theo dõi cái bảng này của cô. Cái bảng này cô đã tổng kết lại, cái phần này hơi lệch một chút. Cô để là continuous nhé, simple này. Cô có simple, sau đó simple present, hiện tại đơn giản. Mình sẽ dùng am is a là to be ở hiện tại đơn giản cộng với động từ phân từ hai. Đó.
hay là ở simple past, ở đây cô có was were cộng với động từ phân thứ hai, và future simple cô có will be cộng phân thứ hai. Đó là ba thì cơ bản đầu tiên. Ba thì cơ bản tiếp theo, chúng ta cùng theo dõi cột số 2. Cô có present continuous là hiện tại tiếp diễn. Mình sẽ có am is are cộng being cộng phân thứ hai, hay là past continuous là quá khứ tiếp diễn. Mình có was were cộng với being cộng với phân thứ hai, hay là future continuous là tương lai tiếp diễn. Mình sẽ có will be cộng với động từ phân thứ hai. Đó. Ba thì tiếp theo, và ba thì tiếp theo nữa đó là gì ạ? Cô có perfect, present perfect là hiện tại hoàn thành. Cái thi này cũng rất hay được sử dụng. Cô sẽ có have hoặc là has been cộng với phân thứ hai, và past perfect là quá khứ hoàn thành. Mình sẽ có had been cộng phân thứ hai, và future perfect là tương lai hoàn thành. Mình sẽ có will have been cộng với phân thứ hai, đúng chưa? Đó, các bạn cứ nhớ cái bảng này là làm được tất cả các cái phần liên quan đến phần câu bị động đấy. Còn đối với các modal verbs thì sao? Các động từ khuyết thiếu thì chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Trong câu gián tiếp cũng thế đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ có một số động từ khuyết thiếu, thì mình có cái chuyển, có cái không chuyển. Thì đối với câu bị động mình cũng sẽ liên quan đến câu modal verbs. Đối với các modal verbs ở present, ở hiện tại, chúng ta có may hoặc là might, can hoặc là could, must, have to, should, ought to, need, hay là be supposed to or be able to. Mình sẽ cộng cho cô với be, cộng với be và cộng với phân thứ hai. Như vậy đối với tất cả các modal verb ở hiện tại, chúng ta thấy chỉ giữ nguyên động từ modal verb, sau đó cộng với be và cộng với động từ phân thứ hai nhé. So homework must be done by Friday. Bài tập phải được làm vào ngày thứ sáu. Tính đến ngày thứ sáu là phải làm xong rồi. Lấy ví dụ như vậy. Còn đối với modal verbs ở quá khứ thì sao? Chúng ta sẽ cùng theo dõi cái bảng tiếp theo. Modal verb ở quá khứ tức là gì? Là lẽ ra là đã làm cái đấy rồi nhưng mà lại không làm. Đó. Thì mình cũng có những động từ đó. Can, might, may, could, must, have to, should, ought to, need, be supposed to và be able to. Tuy nhiên mình không cộng với be mà mình cộng với have been để thể hiện cái quá khứ, sau đó cộng với phân thứ hai. Tức là cái này thì ít dùng ở cái phần nâng cao, cho nên cô cũng giới thiệu để những bạn nào mà chúng ta thi chuyên chọn thì chúng ta cũng có thể nhớ lại trong cùng với bảng kiến thức của câu bị động. Ok, so homework should have been done by Friday. Thay vì nói là bài tập phải được làm vào ngày thứ sáu, thì mình sẽ dùng như thế này, thì mình sẽ nghĩa một câu sẽ khác đi một chút, là bài tập lẽ ra nên được làm vào ngày thứ sáu nhưng mà đã không làm được rồi. Đó, như vậy nó có một cái possibility, có một cái khả năng phỏng đoán ở trong phần này. Đó là phần nâng cao về phần modal verbs, đúng không ạ? Như vậy, chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn phân tích về câu bị động, ý nghĩa của câu bị động như thế nào và khi nào chúng ta sẽ sử dụng câu bị động. Tại sao mình lại không sử dụng câu chủ động mà lại phải sử dụng câu bị động? Như vậy, cô thấy nếu như mình dùng câu active là câu chủ động thì subject does the action of the verb. Mình thấy chủ ngữ là người thực hiện hành động. Chủ ngữ là người thực hiện hành động. Ví dụ, Matthew painted the house là Matthew, anh ấy sơn nhà. Anh Matthew sơn nhà, đúng không ạ? Như vậy, anh Matthew sơn nhà thì chủ ngữ là người thực hiện hành động. Anh Matthew là người thực hiện hành động này. Đó. Còn ở câu bị động thì mình thấy là subject does not do the action of the verb. Trong câu bị động thì chủ ngữ không phải là người thực hiện hành động, mà bởi vì mình đã có sự thay đổi. Và câu bị động của cô ở đây là the house was painted by Matthew. Cái ngôi nhà đấy được sơn bởi anh Matthew. Như vậy, chủ ngữ lúc này là ngôi nhà, không phải là người thực hiện hành động, đúng không ạ? Bởi vì nó là câu bị động. Anh Matthew, anh ấy sơn cái nhà đấy, và cái nhà đấy chịu sự tác động của anh ấy, cho nên cái nhà đấy được sơn. Như vậy, một cái khác nhau cơ bản của câu chủ động và câu bị động là gì? Là câu chủ động là người nào đứng làm chủ ngữ thì người đấy thực hiện hành động. Nhưng ở câu bị động thì chúng ta thấy là cái chủ ngữ của câu bị động nó không phải là người thực hiện hành động, mà nó được tác động bởi chủ ngữ, và thường người cái chủ ngữ làm việc đó là đằng sau cụm từ ba. Đó, khác nhau cơ bản nhé. Mình hiểu bản chất của cái câu bị động là như vậy. Cho nên chính vì thế mà câu chủ động, câu bị động nó phải có sự hoán đổi chủ ngữ, phải có sự hoán đổi tân ngữ thì nó mới ra chủ động và bị động. Trong cái phần này một cái lỗi sai rất là cơ bản của các bạn là gì? Là chúng ta cái câu người ta cho chủ ngữ là như nào thì sang câu bị động các bạn chuyển, các bạn vẫn để chủ ngữ y như thế. Như vậy thì tôi cắn chó, thế bây giờ lại chó lại cắn lại tôi à? Các bạn thấy không ạ? Thế chắc chắn là không phải rồi. Tôi chó cắn tôi, như vậy tôi bị chó cắn là, tức là mình khi mình chuyển sang câu bị động thì mình phải có sự hoán đổi chủ ngữ và tân ngữ là phải khác nhau. Chứ nếu mình để in chủ ngữ như vậy thì chắc chắn câu của mình sẽ bị sai rồi, đúng không ạ? Ok, so we have
We come to part 2. Chúng ta cùng đến với phần số 2. Đó là phần common mistakes in passive voice. Là một số lỗi cơ bản mà chúng ta hay mắc ở trong phần câu bị động là gì. Cô sẽ đưa ra khoảng 6 lỗi cơ bản mà các bạn hay gặp trong cái phần câu bị động này, để khi mà chúng ta làm, chúng ta tránh những cái lỗi đó ra thì câu của chúng ta sẽ đúng, đúng không ạ? Lỗi đầu tiên, chúng ta cùng quan sát ví dụ của cô. Find the mistakes in the following sentences. Đối với dạng bài sửa lỗi sai, cũng như là những cái lỗi mà chúng ta hay bị sai, nếu chúng ta làm câu bị động, chúng ta cũng sẽ rất hay sai vào những cái lỗi như thế này. Đó. Câu đầu tiên cô có này. Nurses must be trusted and accept patients' reports of pain. Như vậy mình cùng quan sát A, B, C và D. Ở đây câu này sai ở chỗ nào? Người ta sai, tức là những cái lỗi đấy mình cũng sẽ rất hay sai nếu như mình không để ý vào đó. Đó, đằng sau must be chúng ta thấy will be, must be, can be, đúng rồi. Nhưng đằng sau phải là phân từ hai, mà đây người ta lại dùng trust và accept. Trust và accept. Như vậy cái câu này nó sẽ phải sai ở cái chỗ nào? Must be. Như vậy mình sẽ gì ạ? Phải chuyển cho cô. Mình cùng quan sát nhé. A bị sai. Tại sao lại sai ở A? Câu này chúng ta dịch là gì ạ? Các cô y tá phải được trust và accept. Tức là cô dịch cái câu mà đầu tiên ấy. Các cô y tá phải được trust, phải được tin tưởng và chấp nhận cái khi mà bệnh nhân người ta kêu đau ấy, thì các cô y tá là phải hiểu, thấu hiểu và phải chấp nhận cái cảm giác đau đớn đấy. Mà cái câu này người ta lại dùng must be, tức là người ta lại dùng bị động, tức là cách dùng bị động ở đây là không hợp lý. Mình phải chuyển cho cô thành câu chủ động, là các cô y tá phải chấp nhận cái cảm giác đó. Như vậy be mình phải bỏ đi và phải chuyển thành must. Đó, như vậy sai là ở A. Sai ở A. Như vậy lỗi đầu tiên khi các bạn xác định là chúng ta rất hay nhìn thấy là cái này must be, can be, thì đằng sau phải là phân từ 2. Nhưng mà must be, can be, nhưng mà mình dịch ra một chút xem câu có phải là câu bị động không. Nếu nó không phải là câu bị động thì mình lại phải chuyển thành câu chủ động cơ. Như vậy lỗi đầu tiên là lỗi xác định sai câu chủ động hoặc câu bị động. Và nếu như là câu chủ động thì chúng ta sẽ không dùng be đối với các loại câu chủ động đâu, mà chỉ được dùng câu bị động thôi. Như vậy trong ví dụ đầu tiên này của cô là chúng ta nhớ là ngoài cách sử dụng câu bị động thì người ta có thể gà vào một số câu chủ động để chúng ta mắc phải những cái lỗi như thế này. Lỗi sai thứ hai, cô có câu này. The company should consider how much profit can gain by introducing this new report, new product. Cái công ty này nên cân nhắc là cần dành bao nhiêu cái lợi nhuận, bao nhiêu lợi nhuận có thể giành được bằng việc giới thiệu cái sản phẩm mới này, đúng không ạ? Cần cân nhắc cái điều đấy, cân nhắc cái điều đó, đúng không ạ? Cân nhắc cái gì? Cân nhắc cái việc là lợi nhuận này giành được, đúng không ạ? Giành được bao nhiêu? Như vậy công ty giành lợi nhuận hay tự lợi nhuận nó giành được cái gì đó? Như vậy chúng ta thấy đây là chủ ngữ, chủ thể là profit, là một cái gì đó, và chủ thể là vật thông thường thì nó sẽ phải chia ở câu bị động. Người mới có thể gây ra được hành động, còn đồ vật như là sách bút thì nó chỉ chịu sự động của chúng ta thôi, đúng không ạ? Như vậy câu này sẽ là sai ở cái chỗ đằng sau profit người ta phải để gì đấy ạ? The company should consider how much profit can gain. Chúng ta phải chuyển cho cô thành can be gained by introducing this new report, new product. Như vậy câu này là gì ạ? Chúng ta thấy đối với câu số 2 này thì các bạn sẽ phải chuyển cho cô thành can be gained, tức là ở dạng câu bị động. Và đối với bị động thì phải có be và phải có phân từ 2 đối với can, đúng chưa? Là gained. Như vậy lỗi sai thứ 2 là lỗi xác định sai câu chủ động hoặc câu bị động. Vẫn là cái lỗi sai câu chủ động, câu bị động. Nhưng mà cái sai này khác với cái câu số 1 là gì ạ? Là lúc nãy là chúng người ta để câu bị động, mình phải chuyển thành chủ động. Còn cái câu này là người ta để chủ động, mình phải chuyển thành câu bị động. Như vậy, trong hai ví dụ đầu tiên, các bạn thấy là khi mình làm bài với câu chủ động và bị động thì cái việc mình cắt nghĩa được cái câu là cực kỳ quan trọng. Đó, nó không như câu gián tiếp là mình nhìn dấu hiệu, mình nhìn thời thì nó, mình thấy không khớp là mình biết đấy là lỗi rồi. Nhưng đối với câu bị động, nếu như mình chỉ nhìn vào cái công thức và cấu tạo thôi thì có thể người ta đánh lừa ở cái phần câu chủ động và câu bị động. Nếu mình không nắm được câu chủ động là bản thân người, cái chủ ngữ là người thực hiện hành động,
để mình nhận biết đó là câu chủ động hay là câu bị động thì cái chủ ngữ không phải là người thực hiện hành động để mình biết à đấy là phải là câu bị động. Và câu bị động thì phải có công thức là be cộng phân từ 2 thì mình mới xem được cái lỗi này, mình mới thấy cái lỗi này nó sai ở cái chỗ đó. Như vậy phải rất cẩn thận trong cái phần trường hợp đầu tiên. Trường hợp đầu tiên cô đưa hai ví dụ để cho các bạn rõ. Lỗi thứ hai, cô sẽ đưa ra phần câu ví dụ số 3. Các bạn sẽ cùng theo dõi này. The findings have not always been used in the way they had anticipated. À, những cái được tìm ra, những cái bằng chứng không phải lúc nào cũng sử dụng theo cái cách mà họ dự đoán. Đó. Sai ở đâu ạ? A, B, C, D. Các bạn sẽ cùng làm với cô câu này nào. Đáp án của câu này là gì? Cô đã thấy những đáp án đầu tiên các bạn đã nhận ra sau khi mà cô phân tích hai cái phần ví dụ đầu tiên rồi. Chúng ta đến với câu số 3, các bạn đã thấy lỗi ở đây là gì? Have not been, tức là người ta dùng bị động. Have been là bị động. Như vậy bị động thì phải có ed, mà đây động từ use mình thấy chỉ ở hiện tại. Như vậy chắc chắn sai ở gì ạ? Sai ở đi. Và mình sẽ phải chuyển cho cô Thánh used. Như vậy câu này của cô sẽ là the findings have not always been used in the way they had anticipated. Như vậy lỗi sai số 2 trong phần này đó là lỗi sai về phân từ 2. Tức là gì? Tức là mình sẽ phải xem nó là động từ bất quy tắc thì mình sẽ phải nhớ là nó ở cột thứ 3, tức là phần past participle là bất quy tắc. Nếu như nó là động từ có quy tắc thì nó sẽ là động từ thêm ed, tức là động từ thêm ed ở cuối. Đối với động từ use này đó là động từ có quy tắc, mình phải có d, ed đấy, có e rồi mình thêm d vào. Như vậy là used. Đấy chứ ạ. Cô có ví dụ tiếp theo là câu số 4 nhé. Mình có này, the answers to the survey were sent by mail. Những cái câu trả lời cho cái điều tra này được chuyển đến bằng email. Sẽ được gửi cho chúng ta bằng email. Những câu trả lời A, B, C và D. Chúng ta sẽ xem là câu này sai chỗ nào. Rất nhanh. Các bạn đã có những đáp án rất nhanh trong phần này. Mình thấy là gì ạ? The answers là số nhiều. To be của các bạn ấy để là were là đúng rồi. Như vậy A, B và C là không sai, chắc chắn là sai ở D rồi. Sai ở D là lỗi gì đấy ạ? Là lỗi đằng sau to be là phải để phân từ 2, đúng chưa? Đằng sau to be phải để phân từ 2. Như vậy cái send này mình sẽ phải chuyển cho cô Thánh thành sent. Như vậy câu này cô sẽ có là the answers to the survey were sent by mail. Đó, the answers to the survey were sent by mail. Ok. So we have understand and we have come through three popular mistakes in passive voice. So let's move on to the next thing. And so the mistake here is you make the mistake with the past participle verb or the verb ed ending, đúng chưa? Như vậy lỗi sai này cũng vẫn là lỗi sai ed, đó là mình kiểm tra xem đằng sau to be có phải là phân từ hai không, phân từ hai đúng quy tắc có thêm ed không, và phân từ hai bất quy tắc thì có đúng trong cái bảng động từ của chúng ta không. Như vậy một cái cũng là rất là đặc trưng tại sao cô đưa vào lỗi này là cái lỗi sai to be, lỗi sai phân từ hai rất là nhiều. Tức là các bạn đã biết thêm to be vào rồi thì các bạn lại quên ed, hay là các bạn có ed rồi thì các bạn lại thiếu to be. Đó, mà to be và phân từ hai là hai cái đặc trưng của phần câu bị động, giống như đặc trưng câu gián tiếp chúng ta học, đó là phần lùi thời, lùi động từ, lùi thời gian và lùi địa điểm. Đó, hay là mình lại còn thay đổi cả đại từ nhân xưng, thay đổi cả tính từ sở hữu, thay đổi rất nhiều thứ khác. Mà trong phần này, tại sao cô nói dễ hơn một chút? Bởi vì mình chỉ chú ý hai phần. Một là động từ to be có không, hai, động từ ed có không. Và có ed rồi thì cái ed đấy có đúng không, có phải là ed có quy tắc không, hay là bất quy tắc mà thêm ed thì lại sai, đúng không ạ? Đó, nhưng mà hai đặc trưng nhá, rất là cơ bản của câu bị động. Trong phần này là to be và phân từ hai chúng ta cùng để ý. Cô có câu số 5 này, chúng ta cũng sẽ lại để ý cho cô xem có phải là sai ở ed và phân từ 2 không nhé. ED hay là to be không nhé. Mình nhìn này, the findings was noted down by the student. Những cái bằng chứng này, những cái tìm ra đó, những cái việc mà người ta nghiên cứu đấy thì đã được ghi lại bởi các bạn học sinh. Các bạn học sinh đã tìm ra được cái gì đấy, đúng không? Chủ ngữ của câu này là the findings có S. Phần lớn các danh từ có S, tức là các danh từ số nhiều. Và khi danh từ số nhiều thì động từ to be mình phải chia số nhiều. Mình lại nhìn xem to be và phân từ 2 nhé, xem có phải lỗi to be cộng phân từ 2 không ạ. To be là was, phân từ 2 là noted. Như vậy mình thấy đều có to be và đều có phân từ 2. Tuy nhiên to be ở đây mình thấy người ta chia was là số ít, mà the findings của cô lại là phải
danh từ số nhiều. Như vậy to be chúng ta sẽ phải chuyển cho cô thành to be của số nhiều. Ở quá khứ là were. Đó, rất nhiều đáp án đúng rồi đấy. Các bạn đã trả lời cực kỳ chính xác trong phần này. À, đúng rồi, rất nhiều bạn làm đúng rồi đấy. Như vậy to be là were nhá. Okay, so the correct answer is the findings were noted down by the student, not using words. So we must use were in this case because this is the findings. Okay? Như vậy lỗi sai của phần ví dụ số 5 này của cô là lỗi sai về xác định chủ ngữ là số ít hay là số nhiều. Tức là mình nhìn chủ ngữ xem nó là số ít hay số nhiều. Nếu như chủ ngữ số nhiều thì to be của chúng ta cũng phải số nhiều. Nếu chủ ngữ số ít thì to be của chúng ta cũng sẽ phải số ít. Chứ nếu như mà chủ ngữ mà số ít mình lại chia to be số nhiều và ngược lại thì chắc chắn câu của chúng ta sai. Như vậy một lỗi nữa chúng ta thêm vào cái phần lỗi sai typical mistake của passive là gì? Một là sai ở to be, hai là sai động từ ed, ba là sai ở cái phần chủ ngữ số ít và số nhiều. Khi chúng ta xác định sai chủ ngữ thì dẫn đến là mình xác định to be sai, đặc biệt là đối với số ít số nhiều ở hiện tại là a và is đúng không ạ, hay là chủ ngữ số nhiều ở hiện tại hoàn thành với have hoặc là has cũng rất là hay sai. Còn những cái khác mà không cần to be số ít số nhiều như là will be, can be thì mình lại thấy thiếu be hoặc là thấy thiếu phần thứ hai đó. Như vậy ví dụ số 5, cô sẽ có ví dụ số 6, chúng ta xem có lỗi gì nữa nhé. Okay, so number 6 we have they must take care of books borrowed from the library. À, họ phải để ý đến, họ phải chăm sóc những cái quyển sách mà mượn từ thư viện. Tức là khi mà mượn sách thì họ phải quản lý những cái sách đó, đúng không ạ? Đấy, như vậy cô có 4 phương án. A, books borrowed from the library must be taken care of. B, books must be taken care of borrowed from the library. Or C. À, như vậy cô có 2 phương án A và B thôi. Như vậy sai ở đâu? Chúng ta thấy lỗi này chính là lỗi xác định sai tân ngữ. Tân ngữ tức là gì? Họ phải chăm sóc cái gì? Họ phải chăm sóc, họ phải quan tâm đến cái gì? Quan tâm đến cái những cái quyển sách mà được mượn từ thư viện ấy. À, như vậy đáp án A của cô, các bạn chọn đáp án nào? A hay là B trong này là đúng ạ? Books from the library hay là chỉ books thôi? À, cụm từ này là phải books from the library. Mình miễn sách của thư viện thì mình phải chăm sóc những cái quyển sách đấy, mình phải để ý đến những quyển sách ở thư viện đấy, chứ không phải mình chỉ để ý đến sách chung chung. Như vậy câu này đáp án A của cô là đáp án đúng. Như vậy một lỗi nữa đó là mình xác định sai tân ngữ. Tân ngữ nó là những danh từ đứng đằng sau động từ và không phải lúc nào nó cũng chỉ là một từ, mà nó có thể là một cụm từ trong trường hợp này. Cụm từ bao gồm cả giới từ như thế này: books from the library, những quyển sách ở đâu? Những quyển sách được miễn ở thư viện, chứ không phải là những quyển sách bạn cho tôi mượn hay là những quyển sách tôi mượn của bạn. Đó, như vậy mình cần phải làm xác định cái chủ ngữ này, nên mình cần phải cụm từ liên quan đến nó nữa. Như vậy chúng ta thấy lỗi xác định sai tân ngữ, mình sẽ phải xem kỹ xem là tân ngữ của nó là ngắn hay là dài, nó là một cụm hay nó chỉ là một từ ngay đằng sau động từ thôi. Cô sẽ cùng phân tích tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ số 7. Mr. Louis is washing his car in the park at the moment. Đó. Ông Louis, ông ấy đang rửa xe ở trong công viên vào thời điểm này. Ông Louis đang rửa xe trong công viên vào thời điểm này. Câu này của cô có 2 trạng từ. Một là trạng từ chỉ địa điểm in the park, hai là trạng từ chỉ thời gian là at the moment. Và cô có 4 phương án sau đây. A. His car is being washed by Mr. Louis in the park at the moment. B. His car is being washed in the park at the moment by Mr. Louis. Or C. His car is being washed in the park by Mr. Louis at the moment. And như vậy lỗi này chúng ta thấy là lỗi sai gì? Các bạn sẽ thấy đó chính là lỗi sai vị trí, sai các vị trí của trạng từ trong câu bị động. Tại sao lại là sai? À, mình thấy là cái ví dụ A mình để in the park trước, nhưng mà ví dụ B thì mình lại để at the moment trước, đúng chưa? Cô xin lỗi, A và B thì nó chỉ sai là A thì người ta để by Mr. Louis ngay đằng sau động từ washed, còn B thì người ta để by Mr. Louis ở phía cuối câu. Còn cái trạng từ là giống nhau. Còn ở đáp án C của cô là gì ạ?
là mình để như nào ạ? Chặng từ in the park, địa điểm này, xong đến by Louis này, sau đó đến at the moment. Theo các bạn, câu nào là câu đúng? Cô gợi ý là lỗi sai đặt sai các vị trí của chặng từ trong câu đấy. Chị Linh, chị có thể xem là các bạn comments answer trong phần này, các bạn chọn A, B hay là C nhỉ? Em thấy các bạn học sinh đang comment là đáp án B ạ. Đáp án B. Dạ. Các bạn chọn đáp án B, tức là his car is being washed in the park at the moment by Mr. Louis, đúng chưa? Các bạn chú ý nhé, đối với câu này, câu đúng không ạ? Theo các bạn làm đi, đáp án B tức là mình để ông Louis ở cuối cùng. Cái xe đang được rửa ở trong công viên tại thời điểm này bởi ông Louis. À, được rửa bởi ai? Thông thường chúng ta sẽ được rửa bởi ai, được làm bởi ai, mình sẽ để cái tân ngữ lên đằng trước cho cô. Như vậy nếu bạn nào chọn đáp án B là câu chưa chính xác. Câu chưa chính xác. Như vậy chúng ta thấy nếu như trong trường hợp trong câu mà có nhiều trạng từ, ví dụ trạng từ chỉ thời gian at the moment, trạng từ chỉ địa điểm là in the park, thì chúng ta sẽ đặt cho cô như sau. Trạng từ chỉ nơi trốn đặt trước cụm từ by somebody. Và trạng từ chỉ thời gian thì đặt sau cụm từ by somebody, tức là đặt ở cuối câu. Tức là gì? Tức là thời gian luôn luôn đặt ở cuối câu. Trong phần đáp án A, B và C, các bạn thấy trạng từ chỉ thời gian nào đặt ở cuối câu ạ? Có A và C đúng không ạ? Có A và C là thời gian ở cuối. Như vậy mình xét đến phương án thứ hai, đó là nơi trốn đặt trước cụm từ by somebody. À, nơi trốn đặt trước cụm từ by somebody. Tức là gì? Tức là A hay là C đúng? A hay là C đúng? Chị Linh, chị thấy A hay là C đúng? Nếu như theo phần lý thuyết này của cô, sau khi mà cô đã chữa bài thì em nghĩ đáp án đúng sẽ là đáp án C ạ. Sẽ là đáp án C, đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta nhớ này, nếu như trong câu có nhiều trạng từ, vừa có trạng từ chỉ thời gian, vừa có trạng từ chỉ địa điểm, thì chúng ta nhớ cái thời gian mình cho xuống cuối câu. À, nó là at this time, at the moment hay là in 1994 thì mình đều kéo xuống cuối và mình sẽ cho cái địa điểm lên đằng trước cái cụm từ by somebody, tức là cái xe đấy được rửa ở đâu, bởi ai, chứ không phải được rửa bởi ai ở đâu. Đó, thì mình sẽ là his car is being washed in the park by Mr. Louis at the moment. Chị Linh trả lời gần đúng rồi, tuy nhiên là cái phần thời gian là phải quay xuống cuối. À, cô sẽ không phải là chị Linh mà là có một số bạn đã trả lời đúng không ạ? Như vậy đáp án của chúng ta đã gần chính xác và chúng ta nhớ lại cho cô cái phần này. Bởi vì phần này cũng rất là hay sai. Các bạn học sinh rất là hay sử dụng cái đáp án A. Tức là các bạn ấy sẽ làm là in the park at the moment. Đó. Và by thì các bạn ấy để nguyên ở đấy, hoặc là các bạn ấy cũng rất hay sai như là phần B. Nó gọi là typical mistake đấy. Trong phần khi mà các cô chấm ý, thì những cái phần sai này nó là phần điển hình, cho nên cô đã tóm tắt lại và đưa vào phần này để các bạn cùng tránh. Như vậy chúng ta sẽ cùng đến với phần bài tập áp dụng đầu tiên, đó là câu bị động trong phần tự luận của đề thi. Cái phần đầu tiên, cái phần lúc nãy cô giới thiệu cũng là một phần trong đề thi, đó là phần sửa lỗi sai đấy. Nhưng mà cũng là chính là những cái lỗi sai mà chúng ta hay mà gặp trong cái phần tự luận này. Nếu như đề thi có tự luận thì chúng ta cũng sẽ tránh tất cả những cái lỗi sai mà chúng ta vừa mới đặt ra, chúng ta vừa mới identify ra, đúng không ạ? So, rewrite the following sentences in such a way that it has the same meaning to the first. Viết lại câu sao cho nghĩa của câu không thay đổi. Chúng ta sẽ cùng đến với một số phần. Nói là không có phần trắc nghiệm trong đề thi nữa. Tuy nhiên ở kiểm tra 45 phút ở trên lớp hay tất cả các loại dạng bài kiểm tra khác, kiểm tra ngắn 15 phút hay là kiểm tra về phần ngữ pháp của mỗi một unit thì các cô luôn luôn cho vào phần tự luận. Bởi vì chỉ có tự luận mới kiểm tra được chính xác cái phần viết câu của các bạn. Và khi các bạn chỉ khi các bạn làm tốt phần tự luận thì các bạn mới có thể làm được phần câu trắc nghiệm chính xác. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi chỉ làm được câu trắc nghiệm thôi, tôi không làm được tự luận. Không phải. Nếu chúng ta không viết được câu ở phần tự luận thì chắc chắn mình cũng sẽ sai ở phần trắc nghiệm. Bởi vì những cái lỗi mà chúng ta sai như là cái lỗi cô nói vừa rồi, ED này, hay là to be này, hay là số ít số nhiều, thì mình sai thì chắc chắn câu viết của mình cũng sai. Hay là cái phần mình identify, cái phần ABC mình cũng không phân biệt được. Bốn câu đầu tiên cô đã cho lên màn hình, các bạn sẽ cùng comment số 1, 2, 3, 4 để chúng ta cùng kiểm tra phần này, xem cái phần mà các bạn học trên lớp và cái phần cô giới thiệu chúng ta sẽ cùng làm luôn nhé. Câu số 1 cô có này: People are going to build a new library in the area. Và viết lại bằng a new library. Như vậy cái dấu hiệu, cô phân tích câu số 1 để chúng ta cùng thấy này. Cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta thấy để mình biết đấy là câu bị động là gì, là chúng thấy chủ ngữ thay đổi. Chủ ngữ của câu người ta cho là people,
đúng không ạ? Chủ ngữ của cái phần mà mình cần phải viết lại là a new library, là một chủ ngữ khác. Như vậy, một cái dấu hiệu đầu tiên để chúng ta nhận dạng đây là chính là câu bị động đây, là mình nhìn cái câu trên người ta cho một chủ ngữ nhưng câu mình viết lại lại phải là một chủ ngữ khác, thì chắc chắn nó là câu bị động, bởi vì có cái sự thay đổi bị động. Như cô dùng hai cái mũi tên chéo là một cái phần chủ động và bị động ở phần ví dụ của cô đấy. Như vậy câu bị động, đây là câu bị động, mình xác định câu bị động. Động tác thứ hai chúng ta sẽ xác định cái gì? Mình nhìn thấy thì của câu này là are going to. Như vậy mình đối chiếu lại, nếu bạn nào chưa thuộc công thức, chúng ta sẽ đối chiếu lại phần công thức. Chính là going to thì bị động sẽ là going to be, thêm to be vào, đúng không ạ? Going to be cộng với động từ phân thứ hai. Và chủ ngữ là a new library là chủ ngữ số ít. Như vậy đây sẽ là phải là is. Đó, is going to be và phân thứ hai của build là built. Còn lại mình sẽ viết tiếp theo. Như vậy câu này cô sẽ được là gì? A new library is going to be built in the area. Đó, trước khi cô phân tích thì cũng đã có những đáp án đúng rồi. Các bạn đã cực kỳ là tốt trong cái phần chuyên đề này, giống như phần câu gián tiếp hôm trước cô cũng thấy có rất rất nhiều bạn nhanh. Chứng tỏ là những cái phần chuyên đề mà quan trọng này các thầy cô cũng đã dạy các bạn khá là tốt. Tuy nhiên cũng khá nhiều câu trả lời sai. Thì qua cái bài giảng này các bạn sẽ cùng ôn tập lại và cũng cùng xem là tại sao các bạn ấy lại làm được mà mình lại hay bị sai như vậy. Câu số 2, chị Linh xem là có bạn nào trả lời chưa? Câu số 2 các bạn học sinh có vẻ là chưa được nhanh tay lắm, vậy thì em xin xung phong làm câu số 2 ạ. Ok. Em sẽ làm là all the students in the class have been invited by the teacher. Ok, in the class. Yeah, so correct answer. Thank you. Congratulations. That's good. So all the students in the class have been invited by the teacher. Rất là tốt. Đó. Chị Linh này có vẻ rất là giỏi tiếng Anh đấy, đúng không ạ? Chị trả lời được tất cả các câu hỏi của cô, chứng tỏ chị rất là siêu rồi đấy. Ok. And number 3, they have just sold that old house. They have just sold that old house. Họ vừa mới bán một ngôi nhà cổ. Chủ ngữ là that old house, chúng ta thấy chủ ngữ thay đổi nhé, they ở trên thành that old house ở dưới, đúng không ạ? Hay là câu 4 có cũng they ở trên và a new mall ở dưới, chủ ngữ thay đổi. Như vậy mình thấy dấu hiệu đầu tiên để mình nhận diện đó là câu bị động là chủ ngữ thay đổi. Thứ hai là thì là have just sold, hiện tại hoàn thành, thì mình phải thêm been vào. That old house là chủ ngữ số ít, như vậy thay vì they have ở dưới phải là has. Như vậy cô sẽ có has been sold, đúng không ạ? Và cụm từ by them tức là chủ ngữ là they, ví dụ là các chủ ngữ mang tính chất là pronouns, I, you, we, they, thì khi cụm từ by chúng ta sẽ bỏ đi, mình không quan tâm đến cụm từ they. Mình chỉ quan tâm đến by somebody khi người đấy có tên tuổi đàng hoàng. By John, by Jim, by Mike thì mình sẽ có by. Còn nếu như by him, by her mình bỏ đi. Ở đây by them chúng ta cũng sẽ bỏ đi. Và câu này của cô sẽ là đúng rồi, có rất nhiều các đáp án. Ở đây cô đếm khoảng 5-6 bạn trả lời đúng rồi đấy. That old house has just been sold. Đúng chưa? Tuy nhiên cũng có vài bạn, cô thấy ở đây là khoảng 3-4 bạn là vẫn giữ nguyên cái have giống như là they have. Ở đây của cô là that old house thì phải là has, nó là số ít, tức là it thì phải đi với has. Đúng chưa? Câu số 4 các bạn cũng làm tiếp. Ở đây là một thì khác, đó là từ will. Nó giúp chúng ta nhận dạng là ở tương lai. Và đối với tương lai, động từ modal verbs, chúng ta sẽ có will be cộng với phân thứ 2. Will be cộng phân thứ 2. Như vậy đây sẽ là will be, động phân thứ hai của build là built. Xây ở đâu? Xây ở đây. Rất nhiều câu trả lời đúng. Đúng chưa? Chính xác rồi đấy ạ. So, will be built here. Tuy nhiên là trong phần này cô cũng thấy có rất nhiều bạn lại chuyển here lại thành there. Tức là các bạn lại có cái sự nhầm lẫn là mình đang ở cái phần câu gián tiếp thì mình lại câu bị động, chúng ta lại nhớ cái phần câu gián tiếp là here lại phải chuyển thành there đó. Như vậy một cái lỗi nữa mà cũng rất là cô thấy cũng hay của các bạn học sinh là các bạn hay nhầm, bởi vì có thể là các bạn học trên lớp, các bạn học rất nhiều cái phần câu gián tiếp mà cô hay dạy đi dạy lại, mình nhớ cái phần đấy, khi mình làm sang cái phần câu bị động thì mình cũng bị ảnh hưởng. Tức là một số cái trạng từ chỉ thời gian trong câu bị động chúng ta cũng quên, chúng ta chuyển giống như trong câu gián tiếp là sai đấy nhá. Trong câu bị động chúng ta không chuyển bất cứ cái gì liên quan đến thời gian và địa điểm. Các bạn ghi nhớ cho cô cái đấy. Như vậy here đây vẫn phải là here, chứ không here thành there thì lại thành tất cả những cái mà cô vừa nói trong cái bài này là bỏ hết rồi, bởi vì cô không đề cập đến bất cứ cái gì liên quan đến thời gian và địa điểm thay đổi cả. Chỉ có là gì? To be thay đổi là mình phải, trong câu bị động là phải có to be. Trong câu
phân từ 2 chúng ta cũng phải chú ý, to be cộng phân từ 2 mà, ed phải có, hay là bất quy tắc là phải nhớ. Đó, và by cái gì đấy là cũng phải nhớ đúng không ạ? Đó. Thưa cô, các bạn học sinh cũng có hỏi là nếu như trong những câu vừa rồi các bạn vẫn để là by them, by me hay là by her, by him thì có bị trừ điểm hay không ạ? Cái này thì chắc là bị trừ điểm đấy. Bởi vì là trong đáp án của các cô thì tất cả những cụm từ by him, by her là đều các cô không để đâu. Cho nên tốt nhất là chúng ta bỏ hết những cụm từ đấy đi. Chúng ta đừng nghĩ rằng là các cô ấy bảo là, các cô dạy là bảo là để cũng được mà không để cũng được. Cô khuyên là chúng ta bỏ đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn đi thi ấy, thì các cô chấm theo đáp án. Mà nhiều khi chấm theo đáp án thì người ta bởi vì đáp án người ta không có, và các giáo viên chấm thì nhiều khi người ta cứ nhanh mà người ta chấm theo đáp án thì mình bị thiệt. Cho nên tốt nhất là các bạn sẽ phải bỏ cho cô cụm từ bài đấy đi nhá. Các bạn học sinh hãy cùng lưu ý những lời mà cô giáo Mai Hương vừa dặn chúng ta nhé. Nhớ là by cộng với tên thì bắt buộc phải bỏ, phải để. Còn by cộng với him, her là những cái gì đấy mà không định nghĩa được người đó. Bởi anh ấy không biết là anh nào. By her, bởi cô ấy không biết là cô nào. Hay là by someone, bởi một người nào đấy chả biết là người nào. Hay là by everyone, bởi tất cả mọi người chả biết mọi người là ai cả. Tất cả đối với những chủ ngữ mang tính chất là không xác định thì dùng với cụm từ by chúng ta sẽ bỏ hết đi. Đó, chỉ có tên người hoặc là những người cụ thể như là the doctor, the student chúng ta vẫn phải để. Chúng ta sẽ cùng đến với dạng phần cuối cùng, đó là phần tự luận câu số 5. Phần tự luận câu số 5 cô để 4 cái câu phía trước là câu tự luận. Bởi vì đề thi năm ngoái chúng ta là vẫn có phần tự luận. Tuy nhiên đề thi năm nay trong cái văn bản mới nhất mà chúng ta nhận, nếu các bạn để ý đó, thì người ta có thông báo là mình sẽ thi trắc nghiệm. Cho nên là cô sẽ biến những cái phần mà đáng nhẽ người ta cho tự luận thành cái phần trắc nghiệm để các bạn làm quen. Nếu như dạng viết mà ở trắc nghiệm chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta chú ý đầu bài. Đầu bài có thể là như sau: choose the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Chọn A, B, C hoặc là D để xem là câu nào có gần nghĩa nhất so với cái câu người ta cho sẵn. Ví dụ câu số 5 cô có: we should send the complaint to the boss. Chúng ta nên gửi những cái lời phàn nàn của họ đến ông chủ. Như vậy những cái lời phàn nàn của họ nên được gửi đến ông chủ. Đó, chúng ta thấy là gì ạ? Mình thấy đằng sau động từ send là their complaints. Như vậy their complaints sẽ là chủ ngữ, đúng không ạ? Và their complaints to the boss, hay là mình sẽ chỉ để their complaints thôi? Các bạn sẽ quan sát cho cô một chút và dịch ra một chút. Nếu như mà câu bị động sẽ là gì ạ? Những cái lời phàn nàn của họ sẽ được gửi đến ông chủ. Như vậy đến ông chủ nó phải ra đằng sau. Đó. Và nếu như trong đáp án, trong phương án A, B, C và D, mình sẽ chọn cái nào có their complaints, như vậy cô sẽ loại luôn cái A và B bởi vì nó thiếu từ their. Đó. Như vậy chỉ C và D thôi. Các bạn sẽ chọn cái nào? Mình nhìn thấy gì ạ? Their complaints to the boss should be sent, hay là their complaints should be sent to the boss. Câu này đáp án chính xác của cô là đáp án C. Rất nhiều bạn chọn D. Rất nhiều bạn chọn D. Tại sao các bạn lại chọn D? Khi mà chúng ta chọn D thì mình sẽ dịch là những cái lời phàn nàn của họ đến ông chủ sẽ được gửi đi. Câu này nó sẽ bị trúc trắc ở phần mặt nghĩa. Thông thường người ta sẽ nói là những cái lời phàn nàn đấy sẽ được gửi đến cái ông đấy để ông giải quyết, đúng không ạ? Như vậy nó chỉ hơi lệch nhau một chút, tức là nó gọi là có cái sự vị trí đấy, về vị trí của các cái trạng từ trong câu. Chúng ta sẽ chọn phương án C cho cô nhé. Cô có câu tiếp theo là câu số 6. They will give you a lot of questions at the interview. Họ sẽ đưa cho bạn rất nhiều câu hỏi ở cái buổi phỏng vấn đấy. They won't give you. Như vậy mình kiểm tra cho cô. Thứ nhất là hai thành tố quan trọng nhất của câu bị động, đó là ở đây ta dùng will, tức là mình sẽ phải có be. Will be cộng với phân từ 2 của give sẽ là given. Như vậy chúng ta xem có cái nào will be given ạ? Will be given. Cái nào cũng có will be given. A của cô có will be given. C cũng có will be given. Và D cũng có will be given. Cái B không có. B thì chỉ có will give gần thôi thì là sai rồi. Như vậy chúng ta sẽ chọn A, C hay là D. Các bạn cùng trả lời cô xem nào. Cô cùng kiểm tra kiến thức ngữ pháp của phần này. Và từ nãy giờ các bạn nghe xem các bạn làm đúng chưa?
Em thấy các bạn học sinh cũng đang phân vân giữa đáp án A và đáp án C. Và theo em thì nếu như các bạn học sinh sẽ bị dễ bị nhầm lẫn bởi vì đáp án C. Nhưng mà nếu là C thì em nghĩ sẽ phải là given to you at the interview. Có đúng không ạ? Đúng rồi. Như vậy nếu các bạn chọn C thì các bạn sẽ phải là a lot of questions. Chính xác như chị Linh nói đấy ạ, là a lot of questions will be given to you thì mới đúng. Như vậy câu C thì chị Linh đã loại rồi. Chắc chắn là chị đã chỉ cho chúng ta thấy là phải có to you, tức là câu này là C cũng sẽ bỏ. Như vậy các bạn sẽ phải chọn đáp án A mới đúng. Tức là đáp án chính xác của cô sẽ là you will be given a lot of questions at the interview. Đó, bởi vì chủ ngữ của chúng ta là you rồi. Chủ ngữ you rồi. Bạn sẽ được cái gì? Bạn sẽ được đưa những câu trả lời đúng. Và nếu như chúng ta chọn C, tức là a lot of questions, nhiều câu hỏi sẽ được đưa cho bạn, thì cái mình phải có giới từ to somebody. Đó, như vậy A và C là rất hay dễ nhầm trong phần này. Và cô cũng lưu ý với các bạn là nếu như có somebody thì mình phải có giới từ to somebody hoặc là for somebody, tùy với một số trường hợp động từ. Ok. Number 7. Nobody told me that Tim was ill. Không ai bảo với tôi là anh Tim bị ốm cả. À, không ai bảo với tôi cả. Mình thấy có chủ ngữ là từ mang tính chất phủ định. Không ai bảo với tôi, tức là tôi không được bảo. Đúng chưa? Tôi không được bảo. Tôi không được bảo là cái nào? I wasn't hay là Tim wasn't? Không ai bảo tôi, tức là chủ ngữ mình sẽ phải tách ra là ai. Như vậy câu này A và B, mình sẽ chọn A hay là B? À, đáp án phải là A, là B, đúng rồi, đúng không? I wasn't told that Tim was ill. Tôi không được bảo. Bởi vì nobody told, tức là không ai bảo tôi. Không ai bảo tôi, tức là tôi không được bảo. Nếu như mình chọn A thì sẽ là tôi được bảo, thì là nghĩa nó trái với cái phần câu người ta cho sẵn. Đầu bài là mình chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho sẵn. Câu số 8. We will send you the result soon. We will send you the result soon. Chúng tôi sẽ gửi cho anh cái kết quả sớm. À, câu này cũng tương đương như cái câu mà được đưa câu hỏi đấy, các bạn để ý và nhớ lại cái phần sai của cái phần câu hỏi, cái phần câu mà will be given to you đấy, để chúng ta làm đúng câu này nhé. Giờ như vậy to you có không? Ở đây có cái phần to you nhá, phần D chúng ta thấy có đáp án D là có to you này. The result will be sent to you soon. Kết quả sẽ được gửi đến cho bạn sớm. À, câu này D nhìn phép là thấy đúng luôn đây này. D là đúng luôn rồi. Tại sao D là đúng? Bởi vì là mình thấy có send somebody, send to somebody, đúng không? Send to you soon. The result will be sent you ở đáp án C là sai. Hay là will send để chủ động là sai. Đó. Như vậy cô đã cùng đi phân tích cho chúng ta ba cái dạng bài mà rất hay gặp ở cái phần, và nếu như kiến thức chúng ta liên quan đến phần câu bị động thì các bạn sẽ nhớ cho cô cái dạng bài đó. Như vậy hôm nay tóm lại chúng ta đã cùng phân tích với nhau và nhớ lại cho cô những điểm lưu ý sau đây. Thứ nhất là câu chủ động là chủ ngữ thực hiện hành động. Còn đối với dạng câu bị động mà chúng ta vừa mới phân tích ấy, thì là gì ạ? Chủ ngữ không thực hiện hành động. The house was painted by Matthew. Cái ngôi nhà được sơn bởi anh Matthew. Như vậy chủ ngữ của câu bị động ở đây là không phải là người thực hiện hành động, mà anh Matthew, anh ấy tác động lên ngôi nhà để cái ngôi nhà đấy nó được sơn. Đó, như vậy bản chất của chủ động và bị động các bạn sẽ phải nhớ cho cô là cái số 1. Thứ hai là chúng ta nhớ công thức của câu bị động là chủ ngữ cộng với to be và cộng với phân thứ hai. Tất nhiên là phải có cụm từ by nếu cần thiết. Và nhắc lại là by him, by her, by me, hoặc by một cái chủ ngữ nào đấy như là tất cả mọi người, một ai đó không xác định, chúng ta sẽ bỏ đi cho cô. Được chưa ạ? Như vậy cô đã giới thiệu xong cho chúng ta chuyên đề số 3 trong cái phần loạt chuyên đề ôn tập mà môn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10. Và bài học hôm nay của cô đến đây xin được tạm dừng, và chúng ta sẽ cùng xem lại cũng như là làm bài tập liên quan đến phần câu bị động cũng như là chủ đề trước là câu gián tiếp, để mình có thể nắm thật vững. Và tất cả các dạng bài liên quan đến phần này, dù là phần bài tập, dạng bài tập gì, thì chúng ta cũng đều có thể nhận dạng cái phần mà cô đã phân tích để mình có thể làm chính xác tất cả các dạng bài tập liên quan đến phần đề thi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên đề tiếp theo của môn tiếng Anh ôn thi vào lớp 10.